Mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser được ví như biểu tượng của thương hiệu ô tô Nhật Bản trên toàn cầu, chiếc SUV này thiên về khả năng off-road với các chế độ lái khác nhau và một thân hình cồng kềnh. Toyota Land Cruiser thường có nhiều lựa chọn nguồn gốc xuất xứ, nếu không là hàng chính hãng từ Nhật Bản thì khách hàng sẽ thêm tùy chọn xe nhập khẩu tư nhân từ Trung Đông. Những chiếc SUV Toyota Land Cruiser nhập khẩu về Việt Nam theo dạng tư nhân luôn được chào bán với mức giá cao gấp đôi hàng chính hãng thậm chí giá xe cũ còn đắt hơn đập thùng chính hãng cả tỷ đồng. Chiếc xe Toyota Land Cruiser đời 2018 trong clip là một ví dụ, nó đang được chào bán trên sàn xe cũ với mức giá tới hơn 6 tỷ đồng với tuổi đời khoảng gần 3 năm. Tuy nhiên, chiếc xe trong bài được xem là khá đặc biệt khi chỉ mới lăn bánh khoảng hơn 1.000 km. Các chi tiết gần như còn rất mới. Xe có chiều dài rộng cao tương ứng, ở mức 4990, 1980, 1905 mm, trục cơ sở 2850 mm, Chiếc xe trong bài là bản VXS được độ bởi hãng MBS sở hữu ngoại thất hầm hố, giữ dằn hơn bản hiện hành chính hãng. Phần đầu xe với lưới tản nhiệt mạ chrome hoàn toàn và cứng cáp nhờ những thanh ngang to bản nối liền hệ thống đèn chiếu sáng full LED. Thân xe Toyota Land Cruiser mới sở hữu bộ mâm cỡ lớn đến 20 inch hợp kim 5 chấu kép. Điều này cũng không quá bất ngờ với mẫu xe địa hình của thương hiệu Nhật Bản đuôi xe Toyota Land Cruiser 2018 VXS MBS có cụm đèn hậu gồm 9 bóng LED xếp thành 3 hàng, mang đến cái nhìn mới mẻ cho xe. Cản sau của xe sơn đen hoàn toàn kèm hệ thống cảm biến lùi, đèn phanh trên cao, camera lùi. Bên trong nội thất xe theo quan sát có thể thấy một số chi tiết của Land Cruiser VXS 5.7L 2018, thiết kế tương tự bản VXR 4.6L. Da bọc là loại cao cấp, một số chi tiết ốp gỗ, kim loại chế tác tinh tế. Xe sở hữu màn hình giải trí trung tâm đa phương tiện cỡ lớn, tích hợp nhiều công nghệ hiện đại được bao bọc bởi một khung kim loại chắc chắn, hai bên là hai cửa gió điều hòa, phía dưới là loạt núm bấm điều chỉnh cũng như màn hình LCD nhỏ hiển thị nhiệt độ và lượng gió điều hòa. Hệ thống điều hòa 4 vùng độc lập. Vô lăng xe bọc da ốp gỗ mang đến vẻ sang trọng, đầu ra của hệ thống giải trí là dàn âm thanh JBL cao cấp mang đến những trải nghiệm tốt cho khách hàng ghế ngồi xe Toyota Land Cruiser bản VXS màu nâu bọc da, hàng ghế sau của xe cũng được trang bị hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng cỡ lớn. Toyota Land Cruiser VXS 2018 nhập khẩu Trung Đông sử dụng khối động cơ xăng V8 5.7 lít, công suất tối đa 381 mã lực, mô men xoắn cực đại 543 7 Nm. Động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh với các chế độ off-road. Dung tích động cơ lớn góc phần đẩy giá bán Toyota Land Cruiser VSX nhập khẩu này lên gần ngang bằng với một chiếc SUV hạng sang Lê Sút LX570 chính hãng. Bù lại, chiếc xe này sở hữu gần như đầy đủ tất các trang bị tiện nghi và an toàn cao cấp nhất của dòng xe này. Khi mới về Việt Nam vào thời điểm cuối 2017, đầu 2018 mức giá xe Toyota Land Cruiser nhập khẩu Trung Đông được đại lý tư nhân bán ra khoảng sát mức 7 tỷ đồng. Sau khoảng 3 năm chiếc xe trong bài viết đang được chào bán hơn 6 tỷ tại Hà Nội, không thấp hơn nhiều so với khi mới về. Như vậy giá chiếc xe cũ này đắt hơn khoảng 2 tỷ đồng so với Toyota Land Cruiser đời mới chính hãng đang bán ra ở Việt Nam với mức 4,030 tỷ đồng.